Chào mừng tất cả anh chị đến với đầu tư tiền điện tử thì trong thời gian sắp tới em sẽ thường xuyên làm những cái video phân tích về những cái dự án tiềm năng với cái góc nhìn cá nhân của bản thân em thì làm sao để chia sẻ cho anh chị cái góc nhìn tổng quan hơn về những cái dự án này thì ngày hôm nay em sẽ chia sẻ cho anh chị một cái dự án nó có tên là BitDAO. Thì cái dự án này là một cái dự án làm về DAO và nó được hỗ trợ bởi sàn giao dịch Bybit và rất là nhiều những cái quỹ đầu tư lớn. Thì trước khi đi vào chi tiết thì cũng như thường lệ nếu anh chị nhận được giá trị video này mình có thể nhấn like và subscribe để hậu kênh những chị nào mình là người mới mình chưa tham gia vào channel của đầu tư tiền điện tử mình có thể nhấn vào đường link bên dưới để tham gia thì hiện tại sàn giao dịch Bybit đang có một sự kiện dành riêng cho cộng đồng của đầu tư tiền điện tử đó là khi anh chị đăng ký tài khoản dưới đường link ở bên dưới phần mô tả video thì anh chị sẽ nhận được 10 đô la bonus để anh chị có thể là tham gia trải nghiệm vào sàn giao dịch Bybit rồi thì sau đây em sẽ đi vào chi tiết của chủ đề ngày hôm nay để không mất thời gian của anh chị rồi thì anh chị có thể thấy đây là coi cái cô nơi thống kê những cái dự án và hiện tại ở trước mặt màn hình anh chị có thể thấy là hiện tại nó đang thống kê về cái đồng token BitDAO. Hiện tại đang đứng thứ hạng là 86 và mức giá hiện tại đang là 0.46 đô la. Tổng nguồn cung ngoài thị trường đang là 1,1 tỷ token và tổng nguồn cung của nó là 10 tỷ token vốn hóa thị trường đang là 524 triệu đô và khối lượng giao dịch một ngày cũng khá là lớn là lên tới 21 triệu đô. Thì hiện tại cái đồng token Bitdao này đã được niêm yết ở trên SPYBIT, MSC, GetIO, io Coinbase Venture, Hobby thì có hai cái sàn lớn đã niêm yết cái đồng Bitdao này đó là Coinbase và Hobby anh chị có thể là tham khảo về những cái thông số này rồi thì ngày hôm nay em sẽ cùng chia sẻ cho anh chị là thứ nhất là những cái tiềm năng của Bitdao trong tương lai Ha. thì cái đồng bitdao sẽ sử dụng làm gì? thì bitdao nó là một cái dao, nơi là một cái thế giới tự trị anh chị có thể là tham gia vào cái dao này để có thể là mình vote về cái hướng đi của bitdao nhưng mà thường á là những cái quỹ lớn họ đã nắm giữ cái phần trăm khá lớn rồi nên là bây giờ mình vào mình nắm giữ ít quá nó không có ảnh hưởng quá nhiều. Ha. rồi cái thông số đầu tiên em muốn chia sẻ cho anh chị đó là cái đồng token bitdao này nó đã ray được tổng cộng là hơn 600 triệu đô anh chị, hơn 600 triệu đô trong hai vòng, một là vòng private sale và vòng thứ hai là IDO. Thì cái vòng IDO cái mức giá công bố vậy nó huy động được 379 triệu đô ở vùng giá là 1.42 đô à Hiện tại thì nó đang chia âm à, um 67% so với so với mức giá hiện, so với mức giá mà nó IDO được anh chị ha. Và cái auto 2 của nó thì chỉ là 2.18 thôi anh chị thấy là cũng khá là thấp ha thì ở đây là cái biểu đồ của đồng token bit down để cho anh chị thấy rõ hơn là cái mức giá hiện tại so với cái mức giá mà nó huy động vốn thì nó cũng khá là chênh lệch đúng không anh chị thì anh chị có thể thấy là cái đỉnh của nó là ba đô thì cái mức giá ray được là 1,4 đô anh chị 1,4 đô và bây giờ đang là 0.46 đô thì nó cũng đang chia à đang chia 60 hơn 60 phần trăm đây, 67%. Đó, đó là cái điểm đầu tiên mà anh chị đáng đáng chú ý ha, là có rất là nhiều các quỹ đầu tư và rất là nhiều nhà đầu tư lẻ họ bỏ số tiền khá là lớn vào đây, lên tới 379 triệu đô để họ nắm giữ cái đồng token Bitdao ở 1,4 đô. Thì cái lý do nào nó làm nên cái điều này thì hiện tại á, là khi mà họ rơi vốn về cái đao này thì họ có cái sàn giao dịch đó là Bitdao và họ cam kết cứ mỗi một năm sàn giao dịch Bitdao sẽ sàn giao dịch Bybit sẽ hỗ trợ BitDAO lên tới là 1 tỷ đô la thì chính vì lý do đó là cái lý do mà những nhà đầu tư riêng lẻ và các quỹ đầu tư họ chấp nhận mua vùng giá 1,42 đô và họ nhìn được cái tầm nhìn lâu dài của cái dự án này chứ không phải là đơn giản là mình nhìn ngắn hạn rồi tiếp theo là anh chị có thể thấy là những cái tên tuổi lớn ở trên thị trường giống như là Pantera Capital Pantera Capital là một cái quỹ đầu tư khá là lớn nha anh chị ha. Rồi, tiếp theo đó là Dragonfly Capital và NGC. Đó, anh chị có thể là để ý như vậy là những cái quỹ đầu tư khá là lớn khi mà họ tham gia vào đây thì tổng nguồn cung và phân chia cái lượng token á ở đây nó cũng thông báo đầy đủ private sale là 5%, lên partner reward là 5%, bid down mươi 30%, buy bit 15% và Bybit Lock tổng cộng là 45%. Tin chị cũng thấy á, là trong thời gian sắp tới thì họ sẽ có rất là nhiều những cái công bố về cái hệ sinh thái BitDAO đặc biệt gần đây á thì cũng có một cái thông tin đó là CEO của sàn Bit Bybit họ muốn định hướng cái đồng token BitDAO này trở thành một cái blockchain player one à, blockchain riêng để phát triển hệ sinh thái nó phần to hơn thì à, bên cạnh đó thì biết đau dùng để làm gì ha biết đau á thì họ sẽ chích những cái số tiền mà họ có được để họ hỗ trợ họ ươm mầm cho những cái dự án đó là hỗ trợ những cái dự án mà ico hay là những cái ý tưởng tốt á thì họ sẽ sẵn sàng họ xuống tiền họ đầu tư vào những dự án đó để nó, nó tương tự như một cái quỹ đầu tư đó anh chị đó đơn giản là để nói như vậy cho anh chị dễ hiểu ha đó là cái những cái thông tin mà em cung cấp cho anh chị rồi tiếp theo là được đứng sau hỗ trợ bởi một cái sàn giao dịch khá là lớn thì đây là một trong những cái sàn giao dịch ở trên thị trường rất là to rồi và thực sự khi mà nói về bybit á thì mọi người luôn nói một câu là bybit không thiếu tiền nó chi rất là nhiều tiền làm marketing rất là kinh khủng anh chị không chỉ riêng việt nam mà trên toàn thế giới đa phần sự kiện nào ở singapore là bybit cũng là nhà tài trợ kim cương hoặc là họ đứng ra họ tổ chức ha à, thì cái yếu tố thứ hai nữa là đứng sau cái quỹ đầu tư thì họ có thêm đó là một cái sàn giao dịch đứng sau hậu thuẫn đó là Bybit mỗi một năm họ sẵn sàng chi ra một tỷ đô để hỗ trợ hệ sinh thái của của Bitdao đó là yếu tố thứ hai ha thì mình nhìn qua tổng quan thì nãy giờ mình cũng thấy đó thứ nhất á ở mức giá hiện tại thì nó cũng đã thấp hơn mức giá IDO so với các quỹ đầu tư họ chấp nhận mua ở vùng 1,42 và cái số tiền rất là lớn lên tới 3, chín triệu đô Thì nếu mà so với vậy Thì anh chị thấy cái vốn hóa ở đây Thực sự là 500 Hơn 500 triệu đô Thì nó 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 thực sự là Định giá hiện tại Nó vẫn khá là thấp So với cái số tiền mà nó huy động được Thì anh chị nhìn ở đây Nó mới huy động được nhiều Nó chỉ 5% bán ra sale và resale thôi à thì anh chị thấy là 5% thôi mà nó đã ray được cái con số là lên tới hơn 500 triệu đô rồi Thì anh chị nghĩ cái vốn hóa định giá của Bitdao ở thời điểm hiện tại nó có phù hợp hay không Hay là nó đang định giá thấp hơn so với cái giá trị thực của nó à, Đó là như vậy về cái cách định giá một cái dự án là như vậy Anh chị hiểu đơn giản thôi không? không cần phải quá cầu kỳ làm gì cả à, Rồi tiếp theo là sàn giao dịch Bybit anh chị cũng thấy là có hai triệu người follow và Bybit là một cái sàn giao dịch ở thời điểm hiện tại nó đang được rất là nhiều người chú ý tới nó bởi những cái sự kiện như sau anh chị có thể là lên đây giao dịch về future giao dịch spot rồi có lanspad đầy đủ luôn lanspad của bybit thì cái outcome hai của nó rất là nhiều những cái dự án outcome hai cũng khá là cao nhưng mà gần đây khi mà thị trường xuống như vậy thì cái outcome hai của những cái dự án nó không quá cao nó chỉ là ít 10 ít năm thậm chí ít 20 thôi không quá nhiều không không có những cái dự án nào ít vài trăm lần ha rồi thì ở ngoài những cái điểm đó thì họ thường xuyên tổ chức những cái sự kiện về giao dịch ha cái quỹ thưởng cũng khá là lớn anh chị cái quỹ thưởng cho cái dự án WSOT này lên tới 8 triệu đô anh chị ha đó anh chị có thể thấy ha và thường xuyên họ một năm họ tổ chức cũng vài lần chứ không phải đơn giản là là họ tổ chức ít đâu anh chị rồi bên cạnh đó thì có rất là nhiều những cái landspoon, uh, land spoon thì đa phần là những cái sản phẩm của họ đều cạnh tranh với những sàn giao dịch khác. Ở những sàn giao dịch khác có cái gì thì ở đây họ có cái đó. Họ không thiếu gì cả anh chị. Rồi, thêm nữa đó là tính năng về copy trade. Ha, đây. Copy trading. Thì những anh chị nào mình là một cái trader giỏi mình có thể là lên đây mình mở tín hiệu copy. Đó, thì cái cái phí mà xe lại cho cái người mà trader lên tới 10% trên tổng cái tiền lợi á thì cứ một tuần thì họ sẽ thống kê một lần Đó, khá là hay rồi lan bull đầy đủ hết anh chị đây anh chị có thể là gửi tiết kiệm ở đây rất là nhiều chương trình thực sự là ở sàn quay biết này không chê điểm nào cả tại vì họ có đầy đủ tất cả những cái sản phẩm mà những cái sàn sàn khác không có thậm chí là giống như là với copy trading thì Binance đâu có đâu, Hobi không có, đâu. Bybit có. Rồi về những cái sản phẩm ở trên Binance có đâu thì ở trên đây đều có trừ những cái cặp giao dịch. Hiện tại thì những cái cặp giao dịch spot của của Bybit chưa quá nhiều, đó là cái điểm điểm trừ ha so với những cái sàn giao dịch khác tại vì ở thời điểm hiện tại bây giờ họ mới phát triển spot gần một năm thôi, chưa quá lâu nên là trong tương lai thì em nghĩ là về tiềm năng của Bybit em thấy là khá là ổn à, đó là những cái điểm cộng rồi bây giờ mình hãy nhìn tổng quan hơn về BitDAO là liệu rằng nó có tiềm năng hay không thì đối với những cái dữ liệu mà lúc nãy em vừa phân tích với cho anh chị xem á thì thứ nhất á là họ đã ray được là hơn, là hơn 600 triệu đô lận thì bây giờ với mức mua thị trường bây giờ thì nó vẫn còn khá là khá là rẻ nên là mình có thể là quan tâm thì khi mà sở hữu biết thì anh chị sẽ được quyền tham gia vào cái lan của sàn à, thì anh chị có thể là lên đây anh chị nhấn vào trade và nó có lan thì hiện tại là trong thời gian vừa qua thì trong một tuần cứ hai tuần gần đây thì có hai cái lan cái lan đầu tiên thì ít 15 lần oh, tháng 2 hai mười lần ha còn cái dự án open lock này thì sắp diễn ra đó thì anh chị tham gia vào đây được quyền lợi khi mà anh chị nắm giữ cái đồng tu cần bit down ha đó là như vậy rồi thì thêm một cái yếu tố nữa đó là liệu rằng bây giờ mình có nơi nắm giữ hay không thì đối với bản thân em có một cái góc nhìn về cái lượng tu cần lưu thông ngoài thị trường như vậy thì em cũng có thể đưa ra cho anh chị lời khuyên đó là ở thời điểm hiện tại thì nếu mà anh chị chơi lan spat thì anh chị có thể là nắm giữ nhưng mà mình xác định đầu tư dòng dài hạn thì mình chắc chắn cần phải một cái vùng giá tốt hơn hoặc là mình chấp nhận là mình trung bình giá Ví dụ như ở thời điểm hiện tại thì sau khi tạo đỉnh ở vùng 3 đô thì nó cũng đã tạo đỉnh ở vùng 0.4 đô Nhưng mà em tin chắc rằng trong tương lai nó sẽ còn giảm xuống vùng giá là 0.2 thậm chí 0.1 Thậm chí là rớt sâu hơn nữa nếu mà thị trường biến động quá mạnh à, Nhưng nếu mà thời điểm hiện tại nếu anh chị mua để chơi Lanspad thì em ủng hộ nhưng mà sau Lanspad đó thì nếu có lời thì anh chị có là chốt đi nhưng mà khi mà mình mua vậy lỡ nó, nó rớt thì sẽ làm như thế nào thì kế hoạch trong dài hạn của bản thân em thì đây là một trong những dự án em sẽ trung bình giá trong dài hạn tại vì tương lai chắc chắn em sẽ vẫn tin vào một cái sàn giao dịch hơn so với những cái dự án ở bên ngoài thị trường đó là cái góc nhìn của bản thân em khi mà em chia sẻ cho anh chị góc nhìn này thì anh chị hãy đưa ra một cái góc nhìn của bản thân mình về những cái dữ liệu mà thông tin mà em cung cấp cho anh chị liệu rằng nó có chính xác hay không rồi liệu rằng nó có tiềm năng để mình để mình đầu tư hay không và khi mà anh chị quyết định như vậy thì anh chị phải tự chịu trách nhiệm trên cái quyết định của mình chứ không phải là khi mà xem phân tích như vậy rồi mình mua và giá nó rớt á thì mình lại đổ lỗi cho người khác điều đó là không nên ha rồi thì video của em tới đây là hết xin chào tạm biệt anh chị hẹn gặp anh chị ở những video lần sau